Tiếp theo thì tôi sẽ nói về một vài cái thao tác tô màu cơ bản. Đấy, tô màu cơ bản thì vừa nãy các bạn thấy rằng là thao tác đấy nó cũng rất là dễ thôi đúng không? Tôi chọn một đối tượng muốn tô màu. Sau khi chọn đối tượng mà muốn tô màu rồi thì hộp màu nó nằm ở bên tay phải này, và chúng ta muốn tô màu nào thì chúng ta chỉ việc bấm vào ô màu đó, nó sẽ dán cái màu mà chúng ta vừa chọn vào cho đối tượng. Thì thao tác tô đấy rất là đơn giản thôi. Thế nhưng mà muốn xóa thì chúng ta sẽ bấm vào cái ô gạch chéo ở nhà này thì chúng ta sẽ xóa được cái màu nó đi, và lúc này cái bề mặt nó lại trống. Tuy nhiên là mọi người thấy rằng là cái số lượng màu ở đây thì nó rất là ít đó. Muốn mà tô các màu khác nữa thì chúng ta làm như thế nào? Thì chúng ta có mấy cách như sau. Cách thứ nhất là các bạn bấm mũi tên xuống dưới này để các bạn trượt cái bảng màu này đi, để các bạn xem những cái màu nó còn đang bị khuất lấp ở trong các bảng màu này. Nhưng cách này thì hơi lâu. Các bạn có thể sử dụng một cái phương khác là các bạn sổ rộng toàn bộ cái bảng màu ra. Thì các bạn chỉ việc là bấm vào cái mũi tên sang phải ở ngay dưới cái mũi tên xuống dưới này. Khi các bạn bấm như thế này thì nó sẽ mở rộng hết toàn bộ cái bảng màu, và các bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ màu mà Corel cung cấp cho các bạn. Bây giờ các bạn có thể bấm vào một màu khác ở trong cái bảng này, và sau khi bấm xong thì nó lại đưa cái màu vào đây. Nếu mà các bạn làm xong rồi và các bạn thôi không chọn gì nữa, các bạn bấm vào cái vùng trắng, vùng trống, thì cái bảng màu của chúng ta nó lại lập tức nó lại khép vào phía bên tay phải này để nó dành chỗ để cho chúng ta thao tác. Khi mà chúng ta mở rộng bảng màu ra như thế này, rõ ràng là chúng ta thấy cái số lượng màu nó nhiều hơn, chúng ta có thể là tô được nhiều màu hơn, nhưng mà cái con số này vẫn là một con số hữu hạn, nó cũng vẫn rất là ít. Vậy thì bây giờ tôi muốn là tô thêm màu khác thì tôi làm như thế nào? Chẳng hạn như là đây tôi có màu đỏ này, nhưng mà tôi muốn là một màu đỏ, nhưng mà tôi lại muốn là nó đỏ, nó hơi lai lai đi một tí. Ví dụ đỏ trong đỏ này hơi có sắc vàng một tí tẹo thì như thế nào? Bảng màu này thì rõ ràng có đỏ này, ở xuống dưới này có cam này, tức là cũng có sắc đỏ ở đây, nhưng mà tôi lại không muốn nó vàng như thế này, tôi chỉ muốn hơi hơi thôi. Thì như thế nào? Đấy, thì chúng ta sẽ làm quen thêm một khái niệm nữa là chúng ta tô bằng bảng màu con. Bảng màu con là như thế nào? Bảng màu con là như thế này. Một ô màu như thế này thì nó sẽ có kèm theo một ô màu con. Và cách gọi nó thì chúng ta sẽ gọi như sau. Các bạn nhấp giữ chuột độ khoảng 1 giây. Đừng nhả phím chuột ra ở trên một ô màu. Nó sẽ mở ra một cái bảng màu con. Bảng này bao gồm là 7749 ô. Trong đó cái ô nằm chính giữa chính là cái màu gốc, còn lại những cái màu này chính là những màu biến thiên ra từ cái màu gốc này. Tôi dịch nó ra, tôi chọn một ô khác, đây là cái đỏ bắt đầu nó hơi cam một tí này, ví dụ như này, tôi có thể là chọn một cái màu mà nó lái đi so với màu gốc một chút. Như vậy là từ những cái màu gốc đang có, nếu như chúng ta mở thêm ô màu con ra thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi màu lại nhân lên bao nhiêu lần rồi đó, 7749 lần, có nghĩa là số lượng màu nó tăng lên rất là nhiều so với lại cái số lượng màu gốc mà chúng ta thấy có ở trong cái bảng màu. Tuy nhiên kể cả nhân lên như thế với các bảng màu con, nó cũng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng ta, tại vì màu sắc nó là vô cùng vô tận, nó có nhiều màu lắm, hàng triệu màu cơ, và do đó thì chúng ta mong muốn là có một cái màu mà nó cũng vẫn khác đi một tí, chứ không phải là hệ thống màu được cung cấp sẵn như thế này. Thì tôi có thể làm việc theo một cái cách khác nữa, đó là pha màu trực tiếp trên đối tượng. Để pha màu trực tiếp trên đối tượng thì tôi sẽ làm như sau. Trước hết là tôi cứ tô một màu cho đối tượng được chọn đây đã. Sau đó chúng ta muốn là pha thêm một chút màu nào vào trong cái màu hiện hành này thì tôi sẽ làm như sau. Bây giờ chúng ta lại gặp lại phím Control nhé. Ví dụ tôi muốn thêm một chút màu vàng vào trong cái bảng màu đó, thì tôi sẽ làm như thế này. Bây giờ chọn này, chọn màu này, sau đó thì tôi sẽ giữ phím Control và tôi kích thêm vào cái ô màu mà tôi muốn pha thêm. Đấy, thì lập tức sẽ có thêm một chút màu vàng
sẽ được đưa vào trong cái màu vốn có là màu đỏ này, và chúng ta sẽ thấy rằng cái màu này bắt đầu nó ngả cam dần. Tôi muốn pha thêm một chút xanh khác, xanh cobalt này vào chẳng hạn, cyan này vào chẳng hạn, thì tôi bấm vào đây thì nó lại pha thêm một chút vào. Như vậy là chúng ta có thể là pha thêm rất là nhiều, pha trộn rất nhiều màu với nhau bằng cách giữ phím Control và chúng ta kích thêm vào cái màu mà chúng ta muốn pha thêm. Tất nhiên là cái số lượng pha này thì các bạn có thể pha nhiều màu, nhưng đấy chỉ là về mặt lý thuyết thôi. Còn nếu bạn muốn pha ra được cái màu mà có thể sử dụng thì chúng ta lại phải nắm được quy tắc pha màu, màu gì pha màu gì để ra màu gì, chứ không phải là chúng ta cứ bấm bừa. Tại vì bấm bừa nhiều thì đến một lúc nào đó thì nó sẽ thành cái màu nhờ nhờ nước cống, thì nó sẽ không ra các màu đẹp như mà chúng ta mong muốn đâu. Thế thì như thế là chúng ta biết thêm được một quy tắc nữa là pha màu trực tiếp cho đối tượng bằng cách là giữ phím Control và bấm thêm vào cái màu mà chúng ta muốn muốn pha trộn phối thêm vào cái màu vốn có. Thế thì ở đây các bạn lại nhìn xuống phía dưới đáy, phía dưới này cho tôi, thì ở phía bên phải này thì vốn có một cái hộp màu rồi. Đấy, một palette màu được Corel cung cấp. Thế còn cái này nó phát sinh ở đâu ra? Thì cái này là cái cải tiến mới của Corel. Nó có từ các phiên bản khi mà chuyển sang là hệ X, đúng không? X3, X4, X5 thì đấy, thay thế cho cái cách gọi là mười mấy đấy. Thì nó xuất hiện thêm một cái bảng màu nữa, nó gọi là Document Palette. Document Palette này là cái bảng màu mà nó sẽ lưu giữ tất cả những màu trong quá trình làm việc chúng ta đã nhấp vào. Đây, ví dụ tôi vẽ một hình này và tôi chọn một cái màu, ví dụ màu xanh này chẳng hạn, thì tôi tô vào đối tượng này, lập tức cái màu đó nó sẽ được cập nhật vào đây. Có nghĩa là khi chúng ta quan sát cái bảng màu này thì chúng ta đã biết được là chúng ta làm việc với tài liệu này, chúng ta đã dùng bao nhiêu màu và là dùng những màu nào. Đấy, thì bằng cách quan sát này chúng ta sẽ biết ngay được là cái tài liệu chúng ta đã sử dụng tổng số bao nhiêu màu. Và có thêm một vấn đề nữa là khi mà các bạn tô bằng cách là pha màu trực tiếp ở trên đối tượng, thì nếu như mà các bạn tìm được cái màu ở dưới Document Palette thì các bạn có thể tái sử dụng nó ở trong các cái đối tượng sau. Ví dụ như là tôi muốn tô lại đúng cái màu này chẳng hạn, thì tôi có thể tìm đúng cái màu này tô vào. Tại vì màu này thì nó không có trong này nhé, đúng không? Nó không phải màu gốc ở trong này, nhưng đã được sử dụng ở trong tài liệu thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng mà ở trong một số lượng ít thôi thì các bạn còn có thể là tìm ra được. Nhưng nếu như mà nó lại có rất là nhiều màu, nó lại na ná nhau, nó chỉ khác nhau một tí đi, và nhìn một chuỗi này rất khó để nhận ra nó là màu nào, thì bây giờ cũng có một cách nữa. Bây giờ tôi có một đối tượng này, tôi lại muốn pha của cái màu này vào đây. Ví dụ màu này tôi chỉ làm cho nó khác đi một tí thôi nhé, ví dụ như này đấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu như bây giờ mấy cái màu này nó cứ na ná nhau, nó chỉ vênh nhau một tí tẹo thôi, nhìn ở đây rất khó là biết được là màu nào là màu chính xác mà tôi muốn chẳng hạn. Thì bây giờ tôi sẽ dùng cách nào để tôi tô lại được đúng cái màu mà tôi mong muốn này? Thì chúng ta có hai cách. Một cách là chúng ta dùng lệnh chuẩn ở trên này. Các bạn vào menu edit. Trên menu edit này các bạn chọn cho tôi cái lệnh là copy property from, copy thuộc tính từ đâu đó. Sau khi mà chúng ta nhấn vào cái lệnh copy property from ở trong menu edit này thì nó sẽ có một bảng thoại hiện ra cho phép chúng ta chọn một số thuộc tính như sau. Thứ nhất là outline pen. Outline pen là cái đường viền của đối tượng. Đó, đường viền này thì nó sẽ cho phép chúng ta copy những thuộc tính, ví dụ như là dày mỏng bao nhiêu, ví dụ như là đường liền hay đường đứt. Cái đánh dấu thứ hai là outline color, thì nghĩa của nó rất rõ rồi, đấy là màu của đường viền. Và thứ ba là fill, là cái mẫu tô, cái kiểu tô của bề mặt. Trong trường hợp này chúng ta đánh dấu vào fill này chẳng hạn, sau đó nhấp OK. Chúng ta nhấp OK xong thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái mũi tên màu đen rất là to. Các bạn muốn lấy màu mẫu từ cái đối tượng nào thì các bạn chỉ việc là chỉ vào đối tượng đó. Sau khi chỉ xong, nó xác nhận được cái đối tượng mà muốn lấy thuộc tính rồi thì nó sẽ sao chép nguyên cái màu của cái đối tượng này đưa sang bên này.
Thế đấy là cách làm chính tắt. Còn một cách làm tắt nữa thì chúng ta làm như sau. Các bạn quan sát. Bây giờ chúng ta lại quay về với khái niệm chuột phải là đây. Ví dụ đây là một cái đối tượng chưa có màu. Bây giờ tôi muốn lấy màu từ cái đối tượng này và đưa sang đây. Thay vì việc là làm như vừa nãy, đây vừa nãy chúng ta làm như này, chọn này và edit này và copy property from này, đúng không? Sau đó thì chỉ vào đây. Đấy là cái cách mà chúng ta làm theo kiểu chính tắc. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chọn đối tượng có màu mẫu. Sau đó thì các bạn nhấp chuột phải nhé. Nhấp và giữ chuột phải. Các bạn kéo và thả nó vào trong đối tượng này. Nhìn kỹ này. Chuột vẫn còn ở bên ngoài nhé. Thì là cái mũi tên 4 chiều như này nhé. Bắt đầu vào trong đối tượng này. Thì nó chuyển sang thành một cái hình tròn có chữ thập ở trong. Đến đây thì được rồi. Các bạn nhả chuột ra. Nó sẽ mở ra cái menu ngữ cảnh. Các bạn có một loạt các lệnh. Các có thể chọn Move here, copy here, copy fill here, copy outline here, copy all property. Ví dụ các bạn chỉ muốn lấy cái màu thì các bạn chọn cái lệnh copy fill here. Nó sẽ copy cái màu từ bên này sang bên này. Như vậy là các bạn biết thêm một cách nữa để nhại một cái màu từ đối tượng nọ sang đối tượng kia là như thế nào. Thế từ nãy đến giờ thì chúng ta mới chỉ làm việc với lại cái phép tô bề mặt thôi. Nhưng đường viền là chưa được nhắc tới. Mà ngay từ đầu thì chúng ta thấy rằng là mỗi một cái đối tượng đưa ra thì nó lại chỉ có đường viền màu đen thôi. Đây, ví dụ tôi có một hình bé bé, một hình to hơn nữa, một hình to hơn nữa. Thì bất kể là các hình này kích thước nó như thế nào thì các bạn cũng sẽ nhìn thấy là nó chỉ có đường viền màu đen thôi. Và hình như là nó dày như nhau. Đây. Đấy. Thế bây giờ tôi muốn là thay đổi cái thuộc tính này đi. Ví dụ là về màu. Tôi không muốn là nó có đường viền màu đen nữa mà tôi có đường viền màu đỏ, màu xanh, màu vàng gì đó. Thì tôi làm như thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái thao tác với chuột phải. Bảng màu thì vẫn như thế. Nhưng mà thao tác của chúng ta sẽ là thao tác với chuột phải. Ví dụ tôi muốn biến cái này thành đường viền màu đỏ thì đây. Đưa vào ô màu đỏ, nhưng thay vì nhấp chuột bình thường thì tôi sẽ nhấp chuột phải. Đây, các bạn nhìn rất rõ. Đường viền đã trở thành màu đỏ. Tôi muốn thằng này viền màu xanh thì lại nhấp chuột phải vào ô màu xanh. Tôi muốn thằng này có đường viền màu xanh lá cây, nhấp chuột phải vào ô xanh lá cây. Và kết quả là gì đây ạ? Đây, đỏ này, xanh, xanh lá cây, vân vân. Thì chúng ta đã có được cái màu khác với màu mặc định rồi. Thế những cái thao tác này thì chúng ta có thể là áp dụng theo cái kiểu mà pha chế hay là chọn màu của bề mặt được không? Đây là một màu đơn, đúng không? Tôi muốn là màu này nó lại ngả ngả một tí chẳng hạn. Có làm được giống như là hộp màu con hay là pha chế trực tiếp hay không? Thì câu trả lời là được. Chỉ có điều là phải mở ra những cái đó, sau đó thì thao tác tiếp bằng chuột phải. Ví dụ đây là màu xanh coban, xanh cyan, đúng không? Tôi nhấp giữ một tí để mở cái hộp màu con ra. Và sau đó muốn tô cái màu nào vào trong đường viền thì tôi nhấp chuột phải vào cái ô đó, thì nó sẽ gán cho đường viền chứ không phải là với bề mặt. Cũng tương tự như vậy, nếu mà tôi muốn pha chế trực tiếp thì đây, tôi muốn pha một chút màu vàng vào đây thì tôi nhấp chuột phải vào cái đối tượng đang chọn này, thì cái màu nó sẽ được đưa vào. Tất nhiên là nhớ kèm theo gì đây nhỉ, phím control đó, thì nó sẽ thêm một chút vào. Thao tác như nhau, chỉ khác nhau là phím chuột mà thôi nhá. Thì đến đây là chúng ta đã biết được những cái thao tác cơ bản nhất thuộc về tô màu. À, và đây tất nhiên là còn thêm một cái chuột phải nữa vào cái ô gạch chéo này. Nếu ô gạch chéo này thì sao? Thì nó sẽ bỏ tô màu của đường viền đối tượng. Và lúc này thì các bạn cho rằng là đối tượng của chúng ta còn tồn tại không ạ? À, không phải màu trắng mà không có màu, không nhìn thấy luôn, người vô hình luôn, đúng không? Tại vì bề mặt cũng không tô và đường viền cũng không tô. Nhưng mà đây chỉ là trạng thái không nhìn thấy thôi. Tại vì nếu như mà chúng ta cua chúng nó thì các bạn sẽ vẫn thấy là các tay nắm điều khiển nó vẫn hiện lên, chứng tỏ rằng đối tượng này vẫn có. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn thấy do không có màu thôi. Còn bây giờ tôi nhấp chuột, tôi tô màu đường viền, hoặc là tôi nhấp chuột, tôi tô màu bề mặt thì chúng ta lại nhìn thấy nó. Đấy. Thì cái phân biệt là xóa là một trạng thái khác, mà không nhìn thấy là một trạng thái khác.
Ok, như vậy là chúng ta đã làm việc thêm với nhau một cái một chút khái niệm về tô rồi pha màu rồi sao chép thuộc tính màu cả bề mặt lẫn đường viền của các đối tượng ở trong Corel.